Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau. Huyện Than Uyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện 15 tháng 10 1952, 15 tháng 10 2022. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 1945, mùng 2 tháng 9 2022. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là yếu tố quyết định biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất, kể cả đối với các biến chủng mới. Cách đây 77 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, trước cuộc meeting lớn của hàng vạn nhân dân thủ đô và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc tuyên ngôn độc lập, trân trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập. Kế thừa và phát huy tinh thần quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết chung sức đồng lòng cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn, tích cực ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng Lai Châu ngày càng phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 2 tháng 9, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Than Uyên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện 15 tháng 10 1952, 15 tháng 10 2022. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Giàng Báo Mỉ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Than Uyên. Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên đã ôn lại lịch sử 70 năm ngày giải phóng, quá trình phát triển và thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của huyện Than Uyên. Trải qua 70 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên đã từng bước vượt qua khó khăn, phát huy nội lực, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, tập trung đổi mới công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, lấy phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Từ đó đến nay, diện mạo nông thôn huyện đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2018, huyện Than Uyên đã rời khỏi huyện nghèo. Đặc biệt, sau 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, các chỉ tiêu triển khai thực hiện cơ bản đều đạt. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng, thu ngân sách đạt trên 55 tỷ đồng. Kinh tế phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, có 17 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 đến 4 sao, một sản phẩm gạo đặc sản Xén Cù được cấp nhãn hiệu chứng nhận. Mô hình chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại phát triển. Việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc được đẩy mạnh thực hiện. Tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trên phạm vi toàn huyện, mang lại giá trị tinh thần, lan tỏa, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai nhân rộng, ban vận động nếp sống văn hóa mới, vùng đồng bào dân tộc Mông tại 8 xã, các không gian, nhà văn hóa truyền thống các dân tộc, lễ hội Lùng Tùng, Hạn Khuống, Kim Pang được phục dựng. Bằng sự phấn đấu nỗ lực trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu như danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Huân chương Lao động hạng 3 năm 2004, Huân chương Lao động hạng 2 năm 2009, Huân chương Lao động hạng nhất năm 2013. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Than Uyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời kêu gọi Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, quyết tâm một lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 18, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Xây dựng Than Uyên ngày càng phát triển, giàu đẹp, góp phần cùng Đảng bộ,
quân, dân trong tỉnh và cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bên lề lễ kỷ niệm, các đại biểu tham dự cũng đã tới tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm ô cốp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu của huyện Than Uyên. Thưa quý vị, thưa các bạn, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Than Uyên vừa long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Tết độc lập, Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ 11 và kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên 15 tháng 10 1952, 15 tháng 10 năm 2022. Sau đây là phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên thời sự. Phát biểu tại chương trình nghệ thuật chào mừng, đồng chí Lò Văn Hương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh, Than Uyên là một trong những cái nôi văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Truyền thống lịch sử văn hóa được kết tinh từ sự sáng tạo trong lao động sản xuất, lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa về phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực của nhiều thế hệ đồng bào các dân tộc và đoàn kết gắn bó, tình yêu quê hương đất nước của nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên. Đặc biệt năm nay, huyện tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện cùng với các hoạt động ngày Tết độc lập, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện lần thứ 11 năm 2022 là niềm tự hào, là ngày hội của nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Cùng với ngày Tết độc lập thì hàng năm thì huyện cũng tổ chức cái ngày hội văn hóa với mong muốn thứ nhất là để đồng bào có cái dịp để giao lưu văn hóa với nhau. Cái thứ hai là cũng nhân sự kiện này chúng tôi tổ chức phục dựng các không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc với mong muốn là cái thứ nhất là bảo tồn văn hóa của các dân tộc ở trên địa bàn huyện Than Uyên, và cái thứ hai nữa cũng nhân cái sự kiện này thì chúng tôi tiến hành quảng bá các nét bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc đến với toàn thể du khách với mong muốn là một là quảng bá, hai là gắn với cái phát triển du lịch bảo tồn văn hóa các dân tộc. Chương trình nghệ thuật chào mừng gồm 3 phần: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, hương sắc Lai Châu, Than Uyên vang mãi khúc ca ngày hội với các tiết mục hát, múa, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước. Chơi ngày 2 tháng 9 ý, ở Than Uyên là có cái truyền thống từ ngày xưa rồi. Cứ đến dịp ngày 2 tháng 9 là Tết độc lập của toàn dân tộc thì chúng tôi đi chơi với không khí rất là vui vẻ, tưng bừng, rất là nôn nức. Đấy cũng là không khí của toàn dân, của người dân huyện Than Uyên chúng tôi. Đấy, thì trung hòa với cái cảm xúc vui mừng đó thì người Than Uyên chúng tôi tổ chức rất nhiều các hoạt động rất là ý nghĩa. Đấy, mang tính chất là bản sắc dân tộc, văn hóa của truyền thống của ở nơi đây ạ. Đặc biệt sau chương trình nghệ thuật, các đại biểu nhân dân cùng hòa mình vào màn múa xòe với chủ đề Tiếng gọi Tây Bắc với sự tham gia của trên 1.500 diễn viên quần chúng đến từ các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Đây là màn múa xòe lớn nhất đầu tiên được thực hiện tại huyện, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của nghệ thuật xòe Thái, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại trung tâm của điệu xòe Tiếng gọi Tây Bắc, một trong những tiết mục hấp dẫn với sự tham gia của hơn 1.500 diễn viên chuyên cũng như là không chuyên đến từ địa bàn huyện Than Uyên. Và đây là có thể nói là tiếng pháo mở màn cho tuần văn hóa du lịch ở huyện Than Uyên năm 2022, hứa hẹn với nhiều hoạt động rất là hấp dẫn thú vị. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày 1 đêm tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân các xã trong huyện tham gia giao lưu văn hóa thể dục thể thao, Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Tân Uyên lần thứ 8 đã kết thúc và để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và du khách. Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Tân Uyên năm nay có sự tham gia của trên 250 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của các xã thị trấn trong huyện. Đến với ngày hội, các đoàn đã mang đến những điệu múa, lời ca, những trò chơi dân gian truyền thống sôi động, mang đậm bản sắc văn hóa của từng dân tộc ở địa phương. Xác định đến với ngày hội vừa để gặp gỡ giao lưu, vừa để thi đấu, do đó các vận động viên, các đoàn đều cố gắng nỗ lực nhằm đạt thành tích cao. Cả đội chúng tôi về đây là muốn giao lưu, học hỏi với mong huyện tháng năm tổ chức nhiều hơn. Trong 2 năm qua, tình hình dịch COVID-19 không chỉ tác động tới đời sống và tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Tân Uyên mà còn làm cho các phong trào thể dục thể thao bị ảnh hưởng. Hiện nay dịch bệnh được kiểm soát và cuộc sống trở lại bình thường mới đã giúp nhân dân trong huyện khôi phục và phát triển các phong trào thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ.
để tổ chức cái ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Tân Uyên năm 2022 thì Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Uyên là cơ quan thường trực đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng ban hành các cái văn bản như kế hoạch rồi thành lập ban tổ chức ngày hội, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tổ chức đến các xã thị trấn, chỉ đạo các xã thị trấn vận động nhân dân tham gia các cái môn thể thao, góp phần thành công tổ chức cái ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Tân Uyên năm 2022. Để đạt được thành tích cao trong ngày hội lần này, các xã đã chú trọng từ khâu lựa chọn vận động viên tham gia các bộ môn thi đấu, tổ chức tập luyện từ sớm để tập trung thi đấu đạt thành tích cao nhất trong ngày hội. Sau khi có kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức ngày hội mùng 2 tháng 9 thì xã Mường Khoa đã trưng tập các vận động viên tại 9 bản và đã có 47 vận động viên tham gia trực tiếp cho ngày hội. Và trong quá trình tham gia thì trước khi tham gia là có tham gia luyện tập ở tại xã để đảm bảo khi tham gia đạt được những cái thành tích cao nhất đối với đoàn vận động viên của xã Mường Khoa. Cùng với các môn thi thể thao truyền thống và các môn thi đòi hỏi về sức khỏe thì các môn thi đấu thể thao phối hợp, các trò chơi dân gian như ném còn, kéo co, thi dạ bánh dày đã tạo ra sân chơi sôi nổi không chỉ cho các vận động viên mà cả nhân dân và du khách được chiêm ngưỡng, tạo ra sự gần gũi và không khí sôi động ngay từ khai mạc đến kết thúc giải. Tôi ở từ xã Tà Mít đây là ra ngoài này xem những các trò chơi ở huyện này là rất là vui mừng và đông đủ, là cả môn chơi có mãi này ném còn của dân tộc người Thái của chúng tôi là rất là vui mừng rồi. Việc tổ chức ngày hội văn hóa lần này, huyện Tân Uyên mong muốn giúp nhân dân trong huyện gặp gỡ, giao lưu và cũng là nơi thể hiện nét đẹp văn hóa của huyện, đồng thời tìm kiếm những tài năng để tham gia các phong trào của tỉnh. Ngày hội văn hóa các dân tộc của huyện Tân Uyên hàng năm vẫn được tổ chức thường niên. Đây là một cái dịp để các vận động viên và đặc biệt là đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Tân Uyên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và cũng là một cái sân chơi để quảng bá những nét văn hóa rất tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn của huyện. Thông qua ngày hội nhằm chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khơi dậy lòng tự hào về ngày Tết độc lập của dân tộc. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ngày hội năm nay đã tổ chức thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn khó quên tới người dân và du khách. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 31 tháng 8 năm 2022, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện. Trong đó thì tại nhà tạm giữ thuộc Công an thành phố Lai Châu có một phạm nhân được đặc xá. Đây là phạm nhân trong quá trình thi hành án đã có sự hối cải, quyết tâm lao động, học tập tiến bộ, được tập thể phạm nhân bình xét. Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2021, Công an thành phố Lai Châu đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2022 cho phạm nhân Nghiêm Xuân Dương, hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, tội danh gây rối an ninh trật tự, lĩnh án 30 tháng tù giam. Để triển khai thực hiện công tác đặc xá năm nay, Công an thành phố đã phổ biến sâu rộng đến từng phạm nhân về đối tượng điều kiện được xét đặc xá. Trên cơ sở kết quả thi đua rèn luyện, cải tạo của từng phạm nhân, đã tổ chức cho phạm nhân giới thiệu, bỏ phiếu công bằng để chọn trường hợp được xét đặc xá. Sau khi công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, nhà tạm giữ thuộc Công an thành phố Lai Châu đã tổ chức làm thủ tục đặc xá. Cùng với đó đã chỉ đạo các phòng chức năng và công an cấp phường tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương sớm có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, vượt qua khó khăn, mặc cảm, phấn đấu trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội. Thiếu tá Lò Anh Đức, Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu cho biết. Sau khi được đặc xá thì cơ quan thi hành án hình sự của Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với lại công an các xã phường trên địa bàn để nắm tình hình về đối tượng được đặc xá và sẽ có tiếp tục có kế hoạch để quản lý đối tượng sau khi được đặc xá tha về để giám sát đối tượng được đặc xá, đảm bảo cái người được đặc xá sẽ không tái phạm. Trước khi cho phạm nhân được đặc xá, Công an thành phố đã tổ chức gặp gỡ giáo dục,
để họ nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, tổ chức nhiều lớp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân được đặc xá năm 2022, trang bị những kiến thức xã hội, kỹ năng giúp phạm nhân sớm tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, Công an thành phố Lai Châu đã hoàn thành việc triển khai thực hiện quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022. Với tinh thần đúng pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra. Qua đó khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỗi, biết ăn năn, hối cải, tu dưỡng trở thành người có ích cho xã hội, đồng thời khuyến khích những phạm nhân chưa được đặc xá lần này tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, tiến bộ để được hưởng chính sách khoan hồng. Thưa quý vị, đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 3, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 356 vừa phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học Giào San, huyện Phong Thổ, tổ chức khai giảng 2 lớp xóa tái mù chữ. Tham gia học có 40 học viên là bà con đồng bào dân tộc Mông, Hà Nhì, ở độ tuổi từ 15 đến 60 tuổi, đến từ các bản U Ní Trải, Diền Thắng A, Diền Thắng B trên địa bàn xã Giào San. Thời gian học trong 9 tháng, các học viên sẽ được tiếp thu các kiến thức thuộc chương trình phổ cập xóa tái mù chữ. Để mở được lớp xóa tái mù chữ, đội đã trực tiếp đứng ra tuyên truyền vận động bà con tham gia học, kết nối kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ dụng cụ học tập cho học viên. Giáo viên trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học Giào San đứng lớp dạy học. Thời gian học mỗi tuần 5 buổi vào các tối từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Thông qua lớp học nhằm giúp bà con biết chữ, biết tính toán, biết nói tiếng phổ thông, giảm tỷ lệ tái mù chữ trong cộng đồng, thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã cấp phát hơn 19.900 cuốn tài liệu và 3.000 tờ gấp tuyên truyền do Trung ương biên soạn, phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tổ chức ghi hình nội dung quán triệt của báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên của tỉnh để thuận lợi cho việc học tập tại cơ sở. Biên tập và phát hành hàng vạn trang tài liệu, trong đó có nội dung tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ tỉnh. Duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng để cung cấp thông tin, định hướng hoạt động tuyên truyền. Đối với các cơ quan báo chí của tỉnh, xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, văn bản mới của Đảng. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Tam Đường có hơn 196 hectare song riềng, hiện nay trong giai đoạn phát triển thân lá, cây sinh trưởng phát triển tốt. Năm 2021, sản lượng song riềng đạt hơn 10.500 tấn củ, sai sát chế biến 1.480 tấn bột rong, chế biến thành phẩm miến rong với sản lượng 1.100 tấn, tổng thu nhập là 60 tỷ đồng, thu nhập bình quân từ sản phẩm miến rong đạt hơn 300 triệu đồng một hectare. Thời gian qua, huyện Tam Đường đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân thực hiện sản xuất chế biến gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện các giải pháp để duy trì nâng cao hiệu quả sản phẩm ô cốp 3 sao và nhãn hiệu miến rong Bình Lư, đồng thời chú trọng công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm nhằm thu hút đầu tư của các tổ chức cá nhân trong việc chế biến, mở rộng sản xuất, góp phần tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân. Thưa quý vị, thưa các bạn, tiêm vaccine phòng COVID-19 là yếu tố quyết định, là biện pháp phòng chống dịch hữu hiệu nhất, kể cả đối với các biến chủng mới. Theo thống kê, thì tại Lai Châu, số ca mắc mới COVID-19 trong tháng 8 cao gấp 2 lần số ca mắc trong tháng 7. Tuy nhiên, tại huyện Sìn Hồ, tiến độ tiêm chủng còn chậm, nhất là việc tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi còn thấp. Phản ánh chi tiết của nhóm phóng viên thời sự sẽ làm rõ những khó khăn trong công tác tiêm chủng tại huyện Sìn Hồ. Tà Ngạo là một trong những địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xã có 13 bản, địa hình phức tạp, nhiều bản xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn vào mùa mưa. Một bộ phận người dân còn chủ quan lơ là trước dịch bệnh. Mặt khác, thời điểm này là thời điểm bà con nhân dân vào vụ canh tác, thường xuyên xa nhà nên ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tiêm chủng. Theo thống kê, trên địa bàn xã có 1.148 trẻ em trong độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi. Tỷ lệ trẻ em tiêm mũi 1 đạt 62%, tiêm mũi 2 đạt 27%. Thì xã Tà Ngạo cũng là một trong những xã trọng điểm về vấn đề tôn giáo của huyện. Do vậy, cái
tín đồ theo tôn giáo ấy, thì cũng cái mức độ để thực hiện tham gia tiêm vaccine là rất là hạn chế, rất là ít. Đặc biệt là cái nhóm theo bà cô dợ là hầu như không tham gia tiêm mũi nào. Đấy, thì báo cáo chí là cái nội dung là để tiếp tục thực hiện tốt cái nội dung tuyên truyền công tác phòng chống COVID-19 ấy, thì xã đang tiến hành cùng với các đơn vị trường. Sau khi các cháu tiểu trường thì sẽ đề xuất phương án là tiến hành phối hợp cùng đơn vị trường với gia đình và cơ sở chính quyền để thực hiện tiêm đầy đủ cho các cháu trong cái thời gian là tiểu trường. Tính đến nay, huyện Sìn Hồ đã triển khai tiêm chủng 188.000 mũi vaccine phòng COVID-19. Với đối tượng trên 18 tuổi, tỷ lệ tiêm nhắc lại lần 2 hay tiêm mũi 4 đạt 75%. Với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt gần 50%. Đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 83%, tiêm mũi 2 đạt 60%. Hiện nay, công tác tiêm chủng còn gặp một số khó khăn do địa bàn rộng, dân cư sinh sống không tập trung. Một bộ phận người dân còn e ngại, chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, lợi ích của việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Mặt khác, công tác phối hợp giữa một số cơ quan chuyên môn chưa tốt dẫn đến việc nhập thông tin các đối tượng tiêm chủng và các mũi tiêm chưa đảm bảo đồng bộ, đầy đủ. Đến dưới 12 tuổi là đạt thấp so với tỷ lệ chung của tỉnh. Thì trung tâm y tế cũng đã tích cực tham mưu cho, cũng là do nguyên nhân là do tại thời điểm tiêm thì các cháu cũng là trong kỳ nghỉ hè nên là theo cha mẹ về quê không có mặt trên địa bàn. Hai nữa cũng có tập trung một số nhóm phụ huynh còn e ngại về vaccine phòng COVID thì tiêm cho con mình thì cũng đã tham mưu cho ban chỉ đạo huyện cũng như là trung tâm chỉ huy của huyện tăng cường chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục để quản lý chặt chẽ các cái đối tượng mà không có mặt trên địa bàn để khi quay lại cái mùa tiệu trường thì sẽ triển khai tiêm tiếp trả mũi cho các cháu và triển khai tiếp tiêm mũi thứ hai. Thời gian tới, ngành y tế Sìn Hồ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là ngành giáo dục, tập trung đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ 12 đến dưới 18 tuổi. Chú trọng theo dõi tiến độ tiêm chủng của từng xã, tổng hợp nhu cầu, cung ứng, luân chuyển phù hợp, đảm bảo các địa phương không thiếu vaccine, đẩy mạnh cập nhật và làm sạch dữ liệu tiêm chủng theo quy định. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần điểm các nội dung chính đã phát trong ngày. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Than Uyên vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện 15 tháng 10 1952, 15 tháng 10 2022. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi Đảng bộ nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, quyết tâm một lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công an tỉnh, Công an thành phố Lai Châu vừa thực hiện quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang thi hành án phạt tù tại trại tạm giam. Khẳng định chính sách khoan hồng và truyền thống nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỗi, biết ăn năn, hối cải, tu dưỡng, trở thành người có ích cho xã hội. Tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 được xác định là yếu tố quyết định, biện pháp phòng dịch hữu hiệu nhất, kể cả đối với các biến chủng mới. Theo thống kê, tại Lai Châu, số ca mắc mới COVID-19 trong tháng 8 cao gấp 2 lần số ca mắc trong tháng 7. Do đó, các địa phương trong tỉnh, trong đó có huyện Sìn Hồ, sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là ngành giáo dục, tập trung đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Vừa rồi là phần điểm các nội dung chính đã phát trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.